Xin chào tất cả các em học sinh, chúng ta lại tiếp tục với cái loạt series video về nhân đơn thức đa thức với đa thức nha. Thì như các video ở đằng trước các em có thể search lại để mà xem, thì thầy đã hướng dẫn cho các em rất là nhiều cái dạng toán ở trong này để mà chúng ta có thể là thực hiện một cách rất là đầy đủ, chi tiết và phong phú nha. Vừa rồi thì chúng ta đã là thực hiện cái phần về chứng minh đa thức không phụ thuộc vào ít nè. Rồi tiếp theo nữa thì bây giờ là chúng ta sẽ đi qua cái dạng toán, đó là giải phương trình. Giải phương trình tức là cái bài toán tìm x mà tất cả các em đã học ở trong cái chương trình toán lớp 7, và cuối cùng thì ta kết hợp với cái việc đó là nhân đơn thức, đa thức với đa thức nữa, thì chúng ta hoàn toàn có thể là giải quyết cái loại toán mà giải phương trình này. Kể từ lớp 8 trở về sau thì các em sẽ gặp cái loại toán giải phương trình thay vì là cái loại toán tìm x nha. Thì cái bề bản chất của nó thì như nhau. Ok, thì chúng ta cùng thực hiện. Thì ta nói là ta có biến đổi thôi. Biến đổi tức là một cái bài toán mà tìm x. Tức là một cái bài toán tìm x, tức là mình sẽ tìm ra giá trị x bằng chừng nào đó, được gọi là bài toán nó giải phương trình. Thì ở đây thầy có được là cái biểu thức nó như thế này ha. Đây, biểu thức nó như thế này, thì bây giờ thầy biến đổi. Và thầy cũng nhắc nữa về cái cách trình bày. Đó là các em hoàn toàn có thể là ở năm lớp 8 thì các em chưa học cái dấu tương đương này nhá. Cái dấu tương đương này. Nhưng mà lên lớp 10 trở về sau thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng. Nhưng mà rất là nhiều thầy cô là đã cho các em sử dụng cái điều này rồi. Nếu như mà không chưa cho sử dụng thì các em cứ việc là chúng ta tiến hành tính toán và xuống dòng như vậy là, và chúng ta tiến hành đưa ra ha. Thì về bản chất cái điều này thì thầy cũng là chỉ là hướng dẫn các em là chúng ta nhân đơn thức với đa thức thôi. Thì thầy có được là 5x nhân cho 12x cộng cho 5x nhân cho 7. Ok. Trừ cho, các em thấy được là trừ nhân về cộng là thành trừ đây này. Thầy có được là 3x nhân cho 20x. Và trừ nhân trừ thì thành được là cộng nha. Cộng được là 3x nhân cho 5. Ok, bằng được là trừ 100. Đấy. Các em về nguyên tắc thì các em hoàn toàn có thể là chuyển vế đổi dấu vân vân, và chúng ta sẽ là thực hiện giống như là muốn tìm số thừa số chưa biết ta lại tích mà chia số hàng đặc biệt vân vân. Nhưng mà làm trên nữa thầy sẽ là hướng dẫn các em. Thì bây giờ thầy có được là 5 x 12 thì nó bằng là 60 x bình phương. Và tiếp tục là 5 nhân cho 7 là cộng cho 35x. Và bên này trừ của 3 nhân cho 20 thì nó bằng được là 60x. Ok, cộng cho 15x bằng trừ 100 đây mà em. Các em cứ việc xuống dòng như vậy chúng ta thực hiện đó. Thầy xin lỗi là 3x nhân cho 20x được 30, được 60x bình nữa em. Đấy. Và tiếp tục thì các em tiến hành thu gọn thì các em cũng đã học cái cách mà chúng ta rút gọn được một cái biểu thức mà bữa trừ thầy đã làm rồi. Thì thầy có được là ở đây 60x bình và trừ 60x bình nó hết. Ok, và tiếp tục thì thầy có được là 35x mà cộng cho 15x thì nó được là 50x. Đấy, và cuối cùng thì thầy được như thế này các em. Đó là muốn tìm thừa số, tức là 50 nhân x bằng 100 thì ở bên này phải nhân thì em chuyển qua bên này thành phải chia thôi. Hay nói cách khác là giống như cái ngôn ngữ của các em đã học bữa giờ, đó là chúng ta muốn tìm thừa số chưa biết ta lại tích mà chia cho thừa số đã biết. Thì như vậy thầy có được là x bằng trừ của 100 mà chia cho 50. Thì các em cũng đã biết được là trừ 100 mà chia cho 50 thì cái này ta có được là x bằng 4 trừ 2. Ok, tiếp ha. Như vậy thì ở đối với dạng toán này thì ta nói một câu là vậy x bằng trừ 2 là giá trị cần tìm. Đấy, những cái kiểu làm như vậy. Tiếp theo thì chúng ta cũng là hoàn toàn có thể là làm tiếp cả cái câu giống như ở trên cái câu B này. Cái câu B này các em có được là 0,6x mà nhân cho x trừ cho 0,5 trừ cho 0,3x
nhân cho 2x cộng cho 1,3 bằng 0,138 thì thầy cũng là biến đổi thôi. Thầy có được là 0,6x và nhân cho x và trừ cho 0,6x mà nhân cho 0,5 ha. Đấy, nó trừ được là 0,3x nhân cho nhân 2x. Ok. Nhân cho 2x và ở bên kia thầy có được là trừ 0,3 và nhân cho 1,3 mẹ. 1,3 bằng 0,13138. Ok, tiếp tục thì cả em sẽ là tiến hành ta thu gọn từng cái bước này đi. Ta có được là 0,6x bình phương và tiếp tục đó là 0,6 mà nhân cho 0,5 là được trừ 0,3x và tiếp tục là thầy có được là trừ của 0,3 mà nhân cho 2 thì ta được là 0,6x bình phương. Ok, và tiếp tục thầy xin lỗi là ở đây là 0,3x nha. 0,3 mà nhân cho 1,3 thì các em có được là như nó mong được là 0,3 nhân cho 1,3 nó bằng được là đây 0,39 các em trừ 0,39 x bằng được là 0,1338. Ok, và tiếp tục thì các em rút gọn 0,6x bình trừ 0,6x bình là nó hết. Ta có được là tiếp tục ta có được ở đây là trừ 0,3. Các em cứ nhập nguyên vào như vậy ha. Trừ cho 0,39. Đấy, bằng được là trừ 0,69. Trừ 0,69 x bằng được là 0,13138. Và chúng ta cũng làm hoàn toàn tương tự như lúc này, đó là chúng ta có 0,138 mà chia cho trừ 0,69. Ta lấy như bình thường thôi, đó là 0,138 mà chia cho trừ 0,69. Đây bằng được trừ 1/5. Để thấy có lại nhé. Tức là nó bằng trừ 0,2 mà. Bằng trừ 0,2. Ok. Xong rồi cả em ạ. Đấy. Thế thì thầy cũng mỗi câu như vậy cả em đều kết luận cho thầy nha. Vậy x bằng trừ 0,2 là giá trị cần tìm. Tiếp tục thì chúng ta sẽ qua cái câu C. Câu C thì chúng ta cũng làm như vậy ha. Đó là ta sẽ làm biến đổi. Ok, biến đổi gì đây? Thì cả em cũng chỉ việc là chúng ta nhân phân phối vào thôi ha. Thầy có được là 6x nhân cho 5x cộng cho 6x nhân cho 3. Và ở đây ta nhân 3x vào ha. Cộng cho 3x nhân cho 1. Trừ cho 3x nhân cho 10x bằng được là bằng 7. Ok, thầy xin lỗi ở đây đấy. Thầy có là 6 nhân 5 bằng 30x bình phương. Và bên này 6 nhân 3 cộng cho 18x. Và bên này 3 nhân 3x nhân 1 là cộng 3x. Và bên kia là trừ cho 30x x bình phương lên nó bằng được là bằng 7. Ok, 30x bình trừ 30x bình là hết. 18x cộng cho 3x là được 21x bằng được là bằng được 7. Ok, x bằng 7/21. Đấy, và x nó bằng được là 1/3. Các em cứ việc chúng ta lần lượt làm như vậy ha, để rồi cuối cùng ta được các cái kết quả và nhớ là chúng ta rút gọn cho nó đúng. Thầy nói là vậy, x bằng 1/3 là giá trị cần tìm. Ok,
thêm một bài cuối cùng nữa ha. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện câu cuối cùng này ha. Thì ta cũng nói là ta có biến đổi. Ta có biến đổi. Biến đổi cái gì đây ha? Thì mình cũng sẽ có được là biến đổi biểu thức này thành về những cái phần mà chúng ta đã học. Ok, thì trong cuốn sách của thầy có rất là nhiều dạng nhá. Ở hai ít như thế này thì các em hoàn toàn có thể là chuyển về đổi dấu vân vân. Chúng ta thực hiện ha. Nhân phân phối vào ha. Thầy có là 3 ít nhân cho 5. Khi mà rành rồi thì các em hoàn toàn có thể tính cho nó cực nhanh nha. Còn ở đây thầy những cái bài đầu cho nên thầy thực hiện rất là kỳ. Thầy có được là 3 ít nhân cho 21 ít. Tiếp tục là trừ 3 nhân 5. Tiếp tục là cộng cho 3 nhân cho 21 ít ha. Và tiếp tục thì ở phía bên này thầy có được là 7 ít nhân cho 9 ít. 7 ít nhân 9 ít và trừ cho 7 ít nhân cho 5. Và ở bên kia thầy có được là cộng cho 4 nhân cho 9 ít và trừ cho 4 nhân cho 5 bằng được là 44. Ok, thì đó là chúng ta qua cái bước là được gọi là nhân đa thức với đa thức. Ở đây các em cứ việc nhân phân phối vào nha. Khi mà rành rồi thì ta hoàn toàn có thể bỏ qua bước này và ta tính luôn ha. Thế này thầy được là 15 ít trừ cho 3 mà nhân cho 21 ít. 3 ít nhân cho 21 ít là được 63 ít bình phương. Và trừ cho 15 cộng cho thầy có được là 63 ít. Và bên kia 7 nhân 9 63 ít bình phương. Ok, tiếp tục thì cái số này nó được là trừ của là 35 ít và cộng cho 4 nhân 9 36 ít. Đấy, và trừ cho 20 ha, bằng được là 44. Thì chúng ta tiến hành rút gọn thôi. Rút gọn thì chúng ta sẽ có được những cái điều như sau. Thứ nhất đó là ta có được là 63 ít bên này và trừ 63 bên này nó hết ha. Và tiếp tục thì có những cái điều gì để mà ta rút gọn ở đây. Các em cứ việc chúng ta rút gọn những cái máy của nó thôi. Đó là ta có được là những cái lượng ít ha. Đây là 15 này cộng cho 63 trừ cho 35 cộng cho 36. Đấy, 4 cái số hàng này là bao gồm thay nhập cái hệ số nó vô bằng được là 79 ít. Đấy, như vậy nó bằng được là 79 ít bằng được là, ở đây các em thấy được là 44. Chúng ta chuyển các cái hệ số tự do này về bên vệ này cộng cho 15, chuyển về cái độ dấu cả em nha, cộng cho 20. Thì tôi đã thấy có được là 79 ít. Nó bằng được là, các em tính toán cái này ra ha, thì thầy được là 44 cộng 15 cộng cho 20. Đó. 44 cộng 15 cộng 20 bằng được là 79 ít ha. Như vậy ít của nó sẽ bằng được là 79 trên cho 79. Như vậy thì 79 trên 79 thì chúng ta biết được là nó bằng 1. Từ đây thầy có được là, đấy, như vậy thì thầy sẽ có được là, vậy ít bằng 1 là giá trị cần tìm ha. Ok, thì cái bài hôm nay thầy giới thiệu cho các em cái cách mà chúng ta sẽ là sử dụng cái tính chất về nhân đơn thức, đa thức, gọi nhân một cái đa thức thôi, để rồi từ đó chúng ta sẽ là hoàn toàn có thể là thực hiện giải phương trình này. Thì các em nhìn lại cách trình bày là thứ nhất, thứ hai là chúng ta có thể là chúng ta thực hiện. Bữa sau chúng ta sẽ là qua cái phần về tính, cái phần rất là hay này các em, để chúng ta có được cái phần được gọi là nâng cao. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tutorial tiếp theo. Bye bye.